ngày thứ ba, bây giờ mình lên đường đi về, còn cách thành phố Hồ Chí Minh 400 cây nữa. Gì 400 cây? 200 cây, còn cách thành phố Hồ Chí Minh 200 cây nữa. Quán gà lạnh quá não teo. Giờ mình đang check out. Đây là khu bảo tồn sóc bơm bò, kiểu như khu di tích vậy. Không, không có bán vé. Cái lỗi rồi. Bạn đi vô đây phải không à, mình có bỏ dép hay gì không? Bỏ dép à, dạ. Không có cấm quay phim chụp hình đúng không? Dạ. Có đèn ta? Thì nó không có đèn ta. Em mới bật cái công tắc mà sao nó không lên đèn? Do tiếp đèn nha. Bị cận.
kiểu như cái trong quá ta, phải không? Đúng rồi. Đô ra. C là đồ, đồ rê mi fa son la si. Đô, đô si la son fa mi rê đô. Má đau tay quá. Có cái gì gõ không ta? Nó có cây búa gõ riêng của nó. Cái này đó, cái này phải có cái búa gõ đi. Đúng rồi, cái này làm gì ta? Cái giả đúng không? Giả gạo. Một cái một cái khúc cây bự luôn nè. Này là cái anh Phong, này là cuốn chai, này cuốn gái. Chớp. 2 3. Giả ăn cái thì là ước ao là trong năm nay sẽ sẽ có người cùng nhau giả gạo. Nặng lắm hả? Nặng lắm. Nặng thiệt. Mở, giờ này chàng bà nhạc quá. Nhạc, bà nhạc sắp bò vô mở. Ok. Đá. Cho em chụp tấm hình này nè. Dân tộc Stein. Dân phong tộc Stein nè. À, để coi coi hôn nhân đi. Cô vợ nè, ha. Chồng chết gì đây? Nó không để cho mình thấy được. Mới thấy chỗ nào có chữ cộng sản đâu rồi ta. Ở đâu cũng liên quan tới cộng sản. Cái này đáng lẽ nó phải phô ra viên một, nó là một cái tủ đúng không? Nó để từng tờ đúng không? Cho đến đây cái mẫu thử cho mình coi. Ôi gì đây? Hai vợ nè. Cái này không phải để từng tờ cho dễ thấy, để như vậy mà nó thấy rồi. Trời ơi. Không thấy được. Phô ra để trên đây nè. Tính là chụp về trường thôi. Không cần phải đi. Ý là không có để từng tờ ra, nó có nội dung rõ ràng thì chỉ để vậy sao mà thấy.
Cầu vàng đồng hành cho mọi nẻo đường. Du kích xã Bơm Bo nè. Chà, có cái này kêu bằng cái nỏ ha anh. Nỏ đúng không? Này là cái nồi em bé phải không? Đây là cái cây, cây gì nhìn dân tộc á, không biết. Cây đầu làng. Đây là mấy cái quý khách tham quan vui lòng không sờ vào hiện vật. Trụ tượng không? Đây là cái gì ta? Rượu cộng là một giỏ cây. Này là mới mới sau này hết rồi. Có cái này lạ nè. Này là cái quay của cái này. Nên cởi quay sợi. Không quay sợi. Đàn tre. Này là lục lạc. Khèn môi. Kè môi. Ủa trời, kè môi này đưa vô mỏ chắc móc môi ra luôn á. Tù và nè. Bây giờ Google Maps nó chỉ quẹo trái mà anh em mình không có tìm ra được chỗ quẹo trái các bạn ơi. Chắc là quẹo vô đó đó anh. Thôi chèo lên luôn. Chắc là quẹo vô đó đó anh. Thôi chèo lên luôn. Em mình. Trời ơi má ơi, mày quay giùm tao một cái thôi. Nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ui. Cái liệu này nó đi liệu kia chứ. Không ai dám theo cái tour này đâu. Bắt thức cái chữ gì. Trời ơi, chạy này một cây đó. Cây bất bốn của hạ hết. Mình đang đi vô đâu á anh Phong? Anh dẫn em đi đâu vậy? Vô động. Rồi giờ sao? Thôi. Trời ơi. Cái đó mà hồi không dám nghĩ tới cảnh đó luôn á. Với anh Phong đều đuổi luôn rồi á. Phải không? Hồi lúc đi học á. Đi học á cũng cái đường nhỏ tí à, mà hai xe lắc nhau là tao bay xuống mương rồi. Rồi tao về luôn. Hồi đó đi học trường Thạnh Lộc á, đi ngõ trong nè, con học cái trung học phổ thông Thạnh Lộc. Cái mương đó nó bay xuống dưới luôn à. Bay dưới luôn, trời ơi, nó thúi, nó thúi. Đi về, đi dọc đường ta nhìn mình nó rớt một mắt luôn mày. Mà sao mà lên được kìa, cái xe đạp hả? Xe Honda. Xe Honda mà sao lên được? Hồi đó đi xe 50, cúp 50 á. Là lủi xuống dưới thì sao lên được, người dân ta phụ. Dân người ta phụ kéo lên. Hai lần á mẩn. Đội quần hai lần rồi đúng không? Mang nhục lắm mẩn. Cái đường đó giờ nó hình như nó còn cho vô á. Mày gan tao dẫn mày đi cho biết. Tại giờ lâu quá rồi không biết nữa. Từ học trung học hết không tới giờ. Nó đổi mới, thay đổi, nâng cấp rồi hết.
Bây giờ hai anh em mình đang đi xuống thác voi. Thác đứng. Ủa thác đứng, lộn. Thác đứng. Ở đây là người ta không lấy, không có bán vé. Chỉ có giữ xe thôi. Ngộ ha, hôm nay ngày thứ ba mình đi toàn mấy chỗ mà nó không có free không được. Free. Hãy chừng lắm, đóng đẹp. Mẹ có ông kêu đang quay phim tụi con. Mang đứa nít ở chuồng. Nói chung là thác thì đẹp, mà cái ý thức của người Việt Nam mình kém quá, xả rác dữ quá. Đó là anh thấy, kìa kìa có cái thẳng đứng quay kìa. Có mấy cô sơn nữ đang lấp ló. Chắc là phục vụ massage gì đây. Thằng khùng kia đang như nó quay sát nước luôn. Trời trời, rớt mẹ máy quay cười không nha. Mãn, mãn, mãn. Cái thằng đó khùng lắm rồi. Này tôi đang ở trên đỉnh thác nè. Ô cái thác này đẹp quá. Cái đường đi ra nó cũng nguy hiểm. Mình đi xuống đây thử coi. Rác quá. Mọi người ơi, ai đi du lịch nhớ không? Mang theo cái gì mang ra cái đó. Thiên nhiên nó đẹp như vậy mà chơi không biết giữ. Của đâu mà chơi. Clip nào du lịch của tôi cũng nói về vấn đề này hết.
Ở đằng sau mình có một cái người dân tộc tuột quần ra luôn mọi người, lông lá tùm lum, nhìn sợ lắm. Mà bây giờ mình không biết làm sao để quay, bây giờ mình quay đại qua một cái nha. Mọi người thấy chưa? Sợ quá à. Ông Phong thì ông đi đâu rồi? Bây giờ còn có mình à. Ở đây thì nó đây là khúc này thì bắt đầu mình thấy nó chia làm hai hướng nữa bà. Ở đây nước nó tụ, nó luồn khe đá mà các bạn trẻ đồ xả rác dữ quá rồi. Cái rác nó không có trôi đi được, nó vướng lại thì nó không đẹp, mất mỹ quan lắm bạn. Mà bạn biết là ba cái rác thải này thì biết chừng nào nó mới phân hủy. Thác thì nó chảy xuống kia, nó còn chảy nữa cái hướng bên phía tay phải nè, còn hướng bên phía tay trái thì mình thấy nó tụ thành hồ. Trời ơi, đường đi khó đi lắm, leo cái kiểu này nó rớt cái máy quay cái biết sao đền cho nó à. Hồi nãy mình đi theo bản đồ mà bản đồ nó chỉ là sai hướng, rồi cuối cùng cái nó chỉ tắt vô đường nhà dân. Trời ơi, phải luồn vô cái rẫy của người ta đi đó bạn. Cũng có khách du lịch vô ấy chứ mà nó không có được đông, hoang sơ lắm, ít ai biết lắm. Người ta lấy nước lên người ta tưới cà phê nè bạn, thấy không? Rồi có người trên rẫy cà phê kìa, họ đi chăm cà phê đó bạn. Mùa ở đây người dân tộc người ta ở nhiều lắm bạn, dân tộc Sting. Mình đang trên đường mình ra ha, sang cái nhánh ở phía bên tay phải còn lại. Trời biết bao giờ tôi mới có cơ hội đi nữa trời. Này giống chơi cái chương trình gì ninja gì đó, Sasuke Việt Nam. Ôi em té, mọi người coi nè, đất đỏ nè, không biết là trong màn hình có thấy không chứ mà nó đỏ ao à, đỏ ao à. Đi tiếp. Khỉ kia chắc bị thôn nữ nào bắt ở lại rồi, chờ một buổi trời chưa thấy. Mẫn ơi, bị thôn nữ bắt rồi. Nãy giờ Mr. Phong chắc chờ Mr. Mẫn lâu lắm rồi. Tại Mr. Mẫn lâu quay phim, rồi còn lo đóng phim nữa. Phong ơi, đâu rồi? Biết đâu rồi ta. Các bạn có nghe tiếng máy bơm không? Đó đó, họ đang bơm nước lên đó bạn. Nè cái đường ống nè, bạn thấy đường ống màu xanh không? Họ bơm nước lên, họ lấy nước dưới đây họ tưới. Ở trong đây thì nó hoang, nó ít người, mình thấy ít người lưu tới. Mình thấy dưới chân mình rác thải đâu có đâu. Nếu có thì dài ba cái túi thôi, chắc lẽ có trôi từ đầu nguồn đi xuống mà. Mình đi bây giờ vòng ra thì nó mệt quá, mình đi luồn kia luôn. Luồn kia mình luồn lên. Rồi đi cái này ớn quá. Đó nè bạn mình nè. Đó nó khùng ghê không? Nãy giờ mình thắc mắc mình đi cái lâu cái có hai ba cái nó lòi lõm này bạn. Nó đánh dấu tích của mấy anh dân tộc, mấy anh bộ đội á bạn. Kiềm chế không nổi á bạn. Ghê hả? Làm gì mà lòi lõm kìa. Má đá mà còn đục ở đó mà. Huống gì mấy đá tổ ong này chắc chết. Ở sau trong đẹp lắm mà. Mà đi không biết đi tới không á. Tới.
Ủa nó sung quá, hồi chút nữa nó còn đi nữa đó bạn, đi ra đó. Theo bước chân đó nha. Rồi đi chở lắm đó nha bạn. Lọt rồi, nó đã bị lọt rồi. Thấy chưa? Ở đây thì nói chung là trơn trượt, té thôi chứ không gọi là cái thác này, nó không gọi là nó không phải là nó cuồn cuộn như là thác Trinh Nữ thì nó cuồn cuộn thì mình không dám xuống, với lại căng ngăn cấm thác Ray Nua chẳng hạn vậy. Thì cái thác này nó đá, nó nước chảy róc rách rồi khe đá đó. Nó cũng có hiểm trở cho lắm. Nó là cũng đang tiến vô sâu nè. Rồi nó ướt dài rồi. Nó đã ướt dài rồi. Đường chính nó không đi. Đi luôn. Chỗ này là ít người lui tới, thấy không mà. Nếu tới là có rác rồi. Hỏi trên kia không cây nữa, bà coi chừng cây nó quẹt vô mắt nha. Ở rừng rú luôn. Nè có rác chứ. Mày đi ghé đâu mua đồ dứa. Mày dậy cũng rồi. Đó. Mang dép. Không có dép. Ờ đúng rồi, anh không có đôi dép. Có đôi dép. Phòng hờ hết, bạn đi chơi kiểu này thì mình phải phòng hờ nhớ bạn. Một đôi dài để mà mình leo, với lại một đôi dép lào. Đó, giống quỷ này đi được rửa nè. Đi nó không có mang theo cái đôi dép lào nè, nãy trong khách sạn mà nó cũng chẳng chơm được đôi nào, khờ hết sức khờ. mà hai cái khách sạn của mình đi nó không có kiểm phòng nào luôn. Nó đâu kiểm phòng nào. Thôi mà làm vậy thì lương tâm không có cho phép, nhưng mà thôi kệ nó, túng quẩn quá rồi xanh liều. Nó kêu để số điện thoại dưới, là bạn nữ nào có nhã hứng á thì alo cho cái thằng quỷ lần trước nó có bồ rồi, còn mình á thì chưa có. Nên ai có nhã hứng làm quen gì đó inbox, rồi ai có máu máu liều giống như mình á, inbox của da chết mẹ dấm ở nước thôi. Ủa ướt không bên mà đúng không? Ướt hết. Giờ này là giờ không ấm nên yên ắng. Hết đường rồi. Nó đòi lên tới cái cục đá đó quay lại mà. Vừa đi mà vừa cầm cái máy quay này đá ở đây, nó không biết là nó bật, nó lật. Nên tốt nhất là mình đi, mình lấy chân mình kiểm chứng trước đi. Rồi mình hãy đi, ớn lắm, ó đó. Còn vô đường nữa đó. Mệt quá rồi, ngưng đây. Trời. Cái dốc nó cao quá. Mà con xe quay của ổng thì từ đời Napoleon rồi. Hôm nay lên không được. Bây giờ mình phải đi bộ lên. Trời ơi, đường gì nó mù mịt. Hồi nãy là cái thác đứng, nhưng mà đó là cái mặt nào của thác đứng á, không biết. Dân địa phương ta nói còn cái thác này là thác không tên. Đá của nó rồi nó đẹp hơn. Nên là anh em đang đi sâu vô trong. Nãy té ướt hết đôi dài rồi, nên giờ mình đang mang dép làm. Đi kỳ này về là thành châu Phi luôn. Chỉ vô đây, quẹo phải hoài tới. Ồ, người ta chỉ bày rồi đó, mai em đi là tôi có ba đường là đi tay phải. Đi tay phải là tôi thật đứng chui dưới đó ạ. Thay nhà Trung Hoa là được rồi. Nhà Trung Hoa là đây, thật đứng là thác luôn. Dạ rồi. Dạ. Chai nước mới mua luôn mọi người. Mình ở trên cầu, lên cầu dặn quá rớt mẹ chai nước rồi.
Cây gì? Cây gì? Múc nước, múc chai nước lên. Nó có đồ, có quai phải không? Có. Cái này hả? Chai nước 5.000 lượng á mấy bạn. Múc lên được chai nước, rớt điện thoại xuống nè. Nhận nó xuống. Ở trên đó. Nhẹ chèo nó qua bên kia luôn đi. Đây, từ từ đi. Đúng rồi, chèo rồi. Kéo rớt cái cây xuống. Phang phang được. Mày đừng có dốc ngược quá nó tuột. Từ từ nha. Nhích từ từ. Chân. Rồi. Ta-da. Thôi đi ra ngõ cũ đi. Ủa này mà quay hay chụp hình? Có nhảy số không? Không. Sao kỳ vậy? Có à, có. Dạ. Nó làm rớt cái nước. Lộn tôi thấy bà. Leo lên cái đó rớt bà nó xuống nước. Phải đi xuống lụm lên. Con đi suối cọp trên đây nè. Tưởng đâu làm cầu chứ. Còn này đi nghiên cứu. Trời ơi. Công tình. Tưởng hát cọp làm sao. Ai về giờ người ta đóng cửa tao không cho vô rồi. Chắc là sắp có cái điểm du lịch chỗ đó đó. Nó quay lại nó làm. Kiến mộc quốc gia, kiến mộc quân sự đó đó. À, đi ra. Giờ kiếm quán cơm rồi đi về. Chắc tới đây là hết clip rồi đó. À, nếu mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe và chờ đợi những chuyến hành trình tiếp theo. Bye bye. Hết pin luôn rồi. Ta làm gì mày? Chó nó hụt hạt em, hụt hạt em. Nãy giờ 2-3 con rồi đó. Em đi tới đâu là chó mèo nó bu tới đó. Ồ, trái điều nè. Đấy, chạy xe, đấy.